Nếu Qui-Gon là bạn mà chỉ được chọn một trong ba phiên bản này thì ông vua nào sẽ được chọn nha? Đây là ba phiên bản tượng trưng cho ba ông vua: ông vua Hàn Quốc, ông vua Nhật Bản và ông vua Custom. Đây là phiên bản màu mình tượng trưng cho phiên bản Custom. Nói thẳng ra là pha ke đó nha. Vậy làm sao để chọn được phiên bản nào ưng ý nhất? Bạn cần phải có thông tin, kinh nghiệm sẽ có được một sự quyết định sáng suốt nhất nha. Con cá này có cái đuôi khác gì với cái đuôi này? Đã mạ vàng rồi, sao lại chừa ra những chỗ đen như thế này? Ba con hươu này khác nhau ở điểm nào, anh em có biết không? Các chữ ký này có thật của Gao Blue không? Hai con hươu mạ vàng này sao có con đuôi màu cam, còn con đuôi màu vàng, sừng cam, sừng vàng? Sao có con lại màu vàng, con thì màu cam? Cái mũ này màu cam luôn nha, màu vàng luôn nha. Con gấu thì màu vàng, con gấu kia lại màu cam. Khó nha. Anh em đã có quyết định cho mình chưa? Comment phía dưới cho tôi biết nha.